Cửa hàng xe máy Đức Kiên xin chào toàn thể khách hàng đang xem livestream của cửa hàng nhá. Hôm nay cửa hàng đang live bên xe số nhé, cho mọi người tham khảo tất cả các dòng xe số đang có tại cửa hàng nhá. Chào Hoàng Vũ, chào Giang Sơn nhá. Chào Phạm Huân nhá. X-Sai cửa hàng có rất nhiều luôn. Tất cả các dòng xe nhá. X-Sai 135 này, X-Sai 150 bạn đặc biệt. Các đời từ 2015 đến 2021 luôn nhá. Xin chào Vũ Duy. Sonic. Chào Vũ Ngọc Triệu nhá. Winner này, Winner X, Winner thường đều có nhá. Chào Minh Phương. Bên này cửa hàng cũng có để SH này. Chào Hùng Đỗ nha. Cửa hàng đang có xe Winner X màu cam đen này. Chào Văn Trương nhá. SH Nam đời 2017 là từ 70 triệu 900 nhá anh nhá. Thì đã có xe rồi chị ạ. Hôm nay cửa hàng live bên xe số thì tất cả các dòng xe X-Side này, xe Way, xe Sirius, tất cả dòng xe số ở cửa hàng để bên này á. Rider. Cửa hàng đang có hai con Rider nhé, là từ 18 triệu 900 đã có xe rồi nhé. Bạn ạ, các bạn muốn tham khảo dòng xe nào hãy để lại comment nhé. Thì cửa hàng sẽ gửi link cho mình để mình tham khảo giá tiền từng xe một. Ở đây thì cửa hàng, ví dụ mà các bạn có hỏi xe nào thì cửa hàng báo luôn. Còn nếu không ấy, là tùy vào từng chất xe và từng giá tiền của xe. Chào đám Minh Nam. Chào Đức Trường nhá. Chào Mạnh Doãn. Bên này rất nhiều xe X-Side luôn. Tất cả các màu, các đời. Đây có con X-Side 135 đây. Xe siêu đẹp. Chào Vũ Văn Tâm nha. Mọi người muốn tham khảo dòng xe này thì hãy để lại bình luận nhé. Bên này cửa hàng có để SH nữa nhá. Thì mọi người sẽ tham khảo SH. Con này là SH 150 đời 2021 nhá. Chào Ngọc Hiệp nhá. Cửa hàng đang ở bên này thì có mấy con xe lớp Vision này, là từ 28.600.000 nhá. Xe còn mới lắm, đời mới, đời 2018 à. Mọi người muốn thích phong cũ của Vision thì có thể tham khảo những con xe lướt này, mới đi được 3.000 cây thôi.
AB bên này cửa hàng có các bạn là 150 nhá. Thì con xe này là đời 2021, xe còn mới nguyên. Mọi người để tham khảo này. Xe còn mới lắm nhá. Là giá 45 triệu 600. SH 2020 125 xe nước ạ. Từ 73 triệu 600 là có xe này chị nhé. Chị check inbox của cửa hàng nhé. Cửa hàng sẽ gửi cho chị đường link của xe lướt 2020. Chào Minh Phương, chào Đức Toàn nhá. Đây, mọi người mua xe lướt được cái là phụ kiện ấy, khách cũng có lắp ấy, thì cửa hàng sẽ để nguyên cho mình ấy. AB lướt rất nhiều luôn. Màu đỏ đen là 2020 thì cửa hàng mới bán hết rồi bạn ơi. Thì bạn cứ đến tham khảo cửa hàng nhé. Khi nào cửa hàng có thì cửa hàng sẽ bán cho bạn nhé. Cửa hàng đang còn hai con xe Ram siêu chất đời 2013 và 2014 nhé, và 2011. Xe rất đẹp luôn. AB 150 xe lướt là từ cửa hàng đang có con 150 xe lướt 2021 là 45 triệu 600 nhé. Chào Hải Lê và Phạm Thú nha. Vision luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn nữ nhé. Cửa hàng còn có cả xe mới. Mọi người muốn tham khảo dòng xe mới nào thì cứ để lại comment thì cửa hàng sẽ báo giá cho mọi người nhé. Từ 21 triệu 900 là đã có xe X-Size bạn nhé. Thì cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình, thì mình có thể tham khảo tất cả dòng xe đang có tại cửa hàng. SH cửa hàng mới về một con SH xám. Đây, SH xám đời 2020, chạy rất ít luôn. Cửa hàng mới về một con xe cúp nha, giá siêu rẻ, mọi người có thể tham khảo luôn. X-Size là cửa hàng đang có hai con X-Size 135. Thì từ 21 triệu 900 là có xe X-Size rồi. Đây, đây X-Size 21 triệu 900 đây. Mình quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Xe đẹp lắm nhá. Và còn một con X-Size nữa là, đây, con này là 2010. Xe siêu đẹp luôn. Đây, con này là 34 triệu 900. Còn là từ 28 triệu 500 là có xe 28 triệu 500 là có xe X-Size 150 nhé. Đời xe X-Size cửa hàng đều có nhá. Mọi người cứ để lại đường link, để lại comment ấy, thì cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình tham khảo. Đây, em cho anh xem xe Ram nhé. Cửa hàng đang còn hai con xe Ram thôi.
Một con là đời 2014 là 39.600.000. Đây ạ. Xe còn mới lắm á. Một con là đời 2011 là 42.800.000. Là xe Việt anh nhá. Đây là xe Ram Việt. Cửa hàng đang để hai con AB bên này nhá, AB150. Có hai con bạn đặc biệt. Đây hai con bạn đặc biệt đấy ạ. Và cái con bạn tiêu chuẩn. Đây là bạn tiêu chuẩn nhá. Cảm ơn ạ. Đây là bản tiêu chuẩn. Xe còn rất mới mọi người nhé. Mọi người cứ lên cửa hàng tham khảo xe trực tiếp luôn ấy, thì cảm nhận chất máy của xe luôn. Từ 21.900.000 là đã có xe XM Hoàng Anh nhá. Đây, mọi người có thích kiểu Winner hay không ạ? Winner trắng, cực chất luôn. Winner trắng này là 21.900.000 là đã có xe rồi bạn nhé. Bạn cứ đến cửa hàng tham khảo xe trực tiếp luôn. Cửa hàng còn có hỗ trợ trả góp cho mọi người. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào ấy, thì hãy để lại comment. Cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình nhé. Đây cửa hàng con đang có con Winner rẻ nhất đây. Thì là 21.900.000. Màu trắng cực chất luôn nhé. Cửa hàng đang không có con xe X-Size 155 nào bạn ơi. Khi nào có xe cửa hàng sẽ báo cho bạn nhé. SH có rất nhiều luôn. Thì buổi livestream hôm nay của cửa hàng xin kết thúc tại đây nhé. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào thì hãy cứ để lại comment, cửa hàng sẽ gửi link cho mình và tư vấn cụ thể cho mình hình thức trả góp hoặc trả thẳng nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem live của cửa hàng nhé. Rất mong mọi người đến ủng hộ cửa hàng.